Rồi hello xin chào tất cả mọi người ha, thì bên em là điện thoại Samsung hàng sách tay nha mọi người, số điện thoại nằm bên góc phải màn hình ha, có địa chỉ mọi người cần thì liên hệ với em ha. Còn uh, lên Facebook em nằm dưới phần mô tả nha mọi người, mọi người cần thì liên hệ uh, qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Thì uh, nay có về ít máy mọi người, cũng khá nhiều ha, có mấy máy uh, đốm mọi người bữa giờ hỏi đốm nhiều á em về đốm nhiều ha. Rồi, trước tiên lên uh, mấy cây uh, từ trên xuống dưới nha mọi người. Đây. Note 10 Plus ha. Cái này thì màn đẹp nè. RAM là 12, bộ nhớ trong 256 GB ha. Pin là 4300, màn 6.8 inch, lo kép mình nghe trên dưới cùng lúc nha mọi người. Độ phân giải là 2K+ cộng nè. Độ phân giải màn hình cao nha mọi người. Đây, 2K+ cộng luôn ha. Rất là sắc nét luôn. Cam thì à, uh, 2 cam trước mọi người, cam uh, góc rộng nè, cam chính ha cam sao ba cam nha mọi người đó cái này bản à, uh, bản hàng mọi người bản hàng uh, chip Exynos lên được hai sim nha à, em còn hai màu nha mọi người màu đã sắc với màu đen ha rồi tiếp cây này hôm bữa bán uh, không được nam em lên lại nha mọi người nó 20 Ultra 5G ha pin 4.500 nè màn 6.9 lên ha lo kép độ giải 2k luôn mọi người Cái này là RAM 12 256 GB, cây này bản hàng không lên hai sim nha. Cây này là chip Snapdragon 865 Plus nha mọi người. 865 cộng ha. Đây, cây này hôm nay em bán giá 9 triệu nha mọi người, ngoại hình nè. Đây, ngoại hình có cấn nha mọi người. Rồi em quay cận xíu cho mọi người dễ coi ha, ngoại hình ha. Đó, cái này em bán giá là 9 triệu ha. Rồi, cây nó uh, Note 20 5G mọi người, Note 20 5G ha. Cây này là RAM 8 256GB. 4300 ha. Dòng này uh, xài pin cũng trâu lắm mọi người, màn thẳng mà. Ngoại hình cây này xấu giá bán là 6 triệu 800 000 nha Cây này chip snap cũng là 865 luôn mọi người Ngoại hình hơi xấu nè màn hình hơi xấu luôn nha Đó cái này kính có hơi xước xíu nữa mọi người đó cây này em bán giá là 6 triệu 800 ngàn ha tiếp <laughs> cây này 4 triệu 400 ngàn mọi người cây này nó 10 Plus ha màn đốm đốm này mọi người thì cái này mọi người mua về chơi game trải nghiệm mọi người đó nói chung là cấu hình cao mà cam 12 nữa, mọi người 256 gb ha ngoại hình khá ổn mọi người có okay, cái bút xước xíu ha đó màu trắng cái này em bán giá là 4 triệu 400 000 nha mọi người ra 12 256 ghi nè 1.6.8 inch cái này mọi người mua về quay video chụp hình cũng khá là đẹp nha rồi tiếp lên cây S20 mọi người S20 uh, S20 cộng nha mọi người S20 cộng 5G <laughs> Cây này là pin 4500 nha mọi người. Pin 4500 ha. Anh gọi 12 nè. Gam 12 256 g ha, màn 6.7 inch. Màn hình 2K cộng nha mọi người, lo kép đầy đủ ha. Tần số quét nè mọi người, tần số quét 120 Hz nha mọi người. Đây em quay cận xíu ha. Đó tần số quét 120 Hz nha. Nhưng ta siêu âm trong màn hình ha nhận diện khuôn mặt rất là nhạy luôn dòng lát ship ha ngoại hình nè mọi người cái này em bán giá sáu triệu trăm ngàn nha em còn hai cây màu đỏ luôn nha mọi người màn đẹp ha đó ngoại hình nè ngoại hình này chắc cũng tầm cỡ 97 98 mọi người 98 phần trăm ha khá đẹp luôn tiếp có màn đốm kim nhỏ mọi người dòng này màn đốm kim nhỏ màn phít ám rồi ha cái này em bán giá là 5 triệu 100 ngàn màn đốm kim đây mọi người đó phích rồi nha thì nói chung cấu hình như cái cây này luôn mọi người ra 12 256 ghi ra 12 256 ghi ha chip snap 865 luôn mọi người pin thì vẫn trâu như cái cây kia ha nhưng mà nó lỗi nhẹ thôi thì giá nó rẻ hơn nhiều nha mọi người thì giá nó rẻ hơn nhiều ha đó mọi người mua về xài máy chính cũng được nó nói chung không ảnh hưởng nhiều mọi người giá em bán hôm nay là 5 triệu 100 ngàn nha Rồi à, tiếp có cây này cũng màn ám nhẹ ha mọi người Rất là nhẹ luôn màng ám rất nhẹ Nói chung mọi người nhìn để ý kỹ thấy ha Còn không thì có thể giống như màn đẹp á Với một cái đốm ghê mọi người Đó Cái này bán giá là 5 triệu 200 ngàn nha mọi người 5 triệu 200 ngàn ha Ngoại hình mọi người đó. Khá ổn nha Không có cấn móp mọi người Không cấn mớp ha lỗ sạc khá mới luôn nè Đó 5 200 000 Nói chung cấu hình cao này mua về mọi người dành chơi game cũng ok lắm nha mọi người. Rồi, tiếp cây uh, Note 10, Note 10 g nha mọi người. Cái này em bán giá 4 triệu 300 000 ha. Cái này là sẽ là RAM 12 mọi người. RAM 12 256GB nè. Màn 6.3 inch nha, màn đốm đây nha mọi người. Đó. Màn đốm thường em bán là bút không kết nối được nhưng mà vẫn ghi viết được bình thường nha mọi người. Đó, ghi viết được bình thường nha. Cái này là pin là 3.500 pin hơi kém nha mọi người dòng này ai ít chơi game thì mua dòng này xài ok ha đó xài trải nghiệm mọi người mua về chơi game thì chơi game nhẹ ha nói chung là game chơi ít chứ chơi nhiều thì nó hay không đủ pin nha mọi người Rồi à, cái này em bán giá 4 triệu 300 000 nha cấu hình thì như cái, Như như này luôn mọi người chỉ có màn nhỏ hơn xíu thôi ha với pin thấp hơn xíu thôi rồi à, tiếp lên cái này 3 triệu 900 000 mọi người hàng đốm đây ha làm góc dưới 3 triệu 900 000 Cái này cũng là gam 12 mọi người Gam 12 256 ghi luôn Pin 3500 luôn Như nhau hết Ngoại hình nè mọi người Đó khá là đẹp luôn ha Cái này lấy em gắn bút nha mọi người Giá 3 triệu 900 000 nha <laughs> Tiếp ba em lên cây uh, S15G mọi người S10 5 g hôm nay nhiều máy em quay hơi lẻ xíu nha mọi người thông cảm em ha còn rất là nhiều luôn, còn cỡ 20 cây nữa. <laughs> Tếp lên cây 15 g màn đẹp nha mọi người, không lỗi ha. Cái này em bán giá là 5.500.000đ. triệu à, quên nữa, màn đốm là em sẽ bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng quý đốm là 45 ngày nha mọi người, không lo ha Rồi, tiếp em nói lại cây S10 g nha, RAM 8 256GB nè. Pin 4.500 cái này vẫn hỗ hỗ trợ anh gọi 12 nha mọi người. Đó lo kép ha màn 6.7in cái này thì nói chung xài chơi game vẫn ok nha mọi người chip Exynos nha nhưng mà chơi game là ok ha ít nóng hơn snap nhưng mà nó không được một snap xíu đó nhưng mà gam 8 thì nói chung 256g vẫn còn ok nha mọi người cái này em bán giá là 5 triệu 500 ngàn nha em có hai cây nha mọi người rồi tiếp còn cây màn đấm ghêu đây mọi người giá 5 triệu 500 ngàn nè đó màn đấm ghêu ha Gam 12 nè. Cái này ra 12 nha mọi người, ra 12 256 g ha. Có xước đây nha mọi người. Đó. Có sao mới vậy ha, em quay tình trạng gõ cho mọi người coi nha. Gam 12 256 g, pin 4.300 nha. Cây này hỗ trợ 2 sim được ha. Giá là 5 triệu 500 000 nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp em quay S10 cộng mọi S10 <laughs> cộng cây này em bán giá 4 triệu 300 000 nha. cây này sẽ là RAM 8 g GB màn 6.4 inch ha. Độ phân giải nói chung dòng last ship đa số là 2K cộng hết nha mọi người. Cái này là pin sẽ là 4100 nha mọi người, pin 4100 ha. Đó. Anh Go 11 nha mọi người, hình như cái này là up lên được 12 nha mọi người. Đó, cái này em bán giá 4.300.000đ nha, màn đốm nhỏ đây ha đó đốm thì em vẫn bao test 7 ngày bảo hành phần cứng với không lan là 45 ngày nha mọi người đó cho mọi người yên tâm xài luôn ha ngoại hình nè mọi người đó em quay kỹ xíu ha đó khá ok nha mọi người cái này 4 triệu 300 nghìn ha tiếp mình có cây đốm nhỏ luôn rồi giá 4 triệu nha màu trắng nè cây này thì cấu hình vẫn như vậy thôi mọi người có cái kính hơi xước xíu này đó có xước nha mọi người kính có xước ha này dán bbf lên nhìn nó ok hơn nha mọi người cây này cũng là gam tám trăm hai mươi tám người ha màn sáu trăm bốn mươi như cái kia luôn cây này giá bán là 4 triệu nha ngoại hình nè mọi người ở cái nhà kế bên hơi ồn mọi người thông cảm em nha đó ngoài hình khá đẹp nha mọi người cái này bán giá là 4 triệu ha <laughs> tiếp lên cây cái... S10 uh, S10 nhỏ mọi người S10 nhỏ mà ám nhẹ ha nói chung áp rất là nhẹ nha mọi người cái này bán giá 4 triệu nha cái này là gam 8 nè 128 g ha pin của nó hơi thấp mọi người nhưng mà dòng này nó không có tụt nhanh như lớp 10 nha pin sẽ là 3.400 ha hàng này 6.1 in nè đó ngoại hình nè mọi người đó ngoại hình khá ổn nha mọi người cái này em bán giá 4 triệu ha màn ấm nhẹ nè cái này em bán là 3 triệu 900 ngàn nè màn đấm ghêu đây mọi người đó đấm ghêu nhỏ ha <laughs> 828 GB màn 6.1 luôn nha mọi người. Lo kép rồi đầy đủ ha. Cái này lấy em sẽ gắn Cây sim vô nha mọi người. Cái này lấy về test em quên gắn lại ha. Em quay giờ này là cũng <laughs> Quay giờ này là cũng 11 giờ mấy rồi đó mọi người mà Trời, còn bên kia hơi ồn mọi người không cảm em ha. Rồi tiếp <laughs> tiếp lên cây cái... S9 mọi người, S9 màn ấm nhẹ nha. Đây là RAM 4, 64 g ha. Pin là ngàn mọi người Màn 5.8 inch ha. Thì cái này hỗ trợ lo kép rồi nha mọi người. Camera cũng đẹp nữa ha. Màn hình nè. Đó, cái này em bán giá là 3 2 triệu 6 nha mọi người, nhầm <laughs> 2 triệu 600 000 nha. Rồi tiếp cây cũng ám nhẹ luôn mọi người. pin hơi thấp nó tối lại ấm nhẹ luôn ha cái này em bán giá 2 triệu 600 ngàn luôn những là gam 464 g nha mọi người Nói chung mấy dòng lát ship này giờ còn ok nha mọi người cái này bán hàng ha lên hay sim được nè ngoại hình của nó nè mọi người đó có ở đây có bị cấn nha mọi người cấn xíu ha rồi còn lại là không lỗi lầm nha cái này bán giá 2 triệu 600 ngàn ha tiếp keo màu xanh cũng ám nhẹ như cấu hình như vậy luôn nha mọi người nhưng mà cái này bản Mỹ ha keo xanh màu tím bản Mỹ nè bản Mỹ là sẽ được chip snap 845 nha mọi người chip snap 845 ha nó dành cho mọi người chơi game nha cũng ám nhẹ luôn ha cái này ngoại hình nè à, em quay mấy chỗ cấn trước xước rồi trước nha mọi người đó cái này em bán giá 2 triệu 600 ngàn luôn ha s <laughs> chính bản nhật ha nay hơi nhiều máy mọi người quay chắc hơi lâu mọi người thông cảm em ha s chính bản nhật nè gầm 4 sáng 4 ghi mọi người đó cái này em bán giá là 3 triệu 100 ngàn nha pin thì à, 3 ngàn mọi người cái này chip snap ha một sim bản nhật chip snap đó ngoại hình nè cái này có cái dấu của đeo ốp mọi người nhưng mà còn nhẹ nha mọi người em quay kỹ xíu nè nó có dấu đi ốp ha màu này cũng khá đẹp mọi người em bán lâu lâu lắm mới thấy được một cây màu này ha giá 3 triệu 100 000 tiếp có cây A42 mọi người còn một cây chứ mà cây này là em bán còn lại mọi người A42 5G cây này pin 5 000 nha mọi người rất là trâu luôn ha em 428 g nè cây này em bán hôm nay giá là 2 triệu 600 ngàn thì ngoại hình nó hơi xấu màn có ám rất là nhẹ nói chung là anh chị nào dễ xíu á, thì nhìn nó giống như là màn đẹp luôn rồi rất là nhẹ luôn em quay gần khúc này nè đó ngay tay em chỉ nè ám nhẹ qua xíu nè đó mọi người nhìn kỹ lắm mới thấy ha rồi em quay ngoại hình hơi xấu nha cái này em thanh lý giá hai triệu sáu trăm ha đó ngoại hình có cấn đây luôn nha mọi người nói chung thì về có cái ốp đeo vô là xài ok mọi người kính cam không có xước nè bây giờ mình có cái ớt uh, đem vô là xài ok ha hôm <laughs> nay nó chính uh, nhiều lắm rồi nó chính nhiều lắm ha rồi S8 cộng người S8 1 triệu 500.000 cây này thì mạng đớn nha mọi người đớn ha mua về xài chữa cháy đầu bi nè Nó chơi game Ok nha Cái này chơi game Ok nha mọi người Ừ cái này thì uh, găm 464g thôi pin 3.500 màn 6.3 mọi người nói như S9 Bluetooth thôi nhưng mà RAM nó RAM 4 ha dòng F8 thì chưa hỗ trợ lo kép nha mọi người đây ngoại hình của em nó 1 triệu 500 ngàn nha mọi người còn một cây ha rồi tiếp A90 5G mọi người A90 5G màn ám nhẹ nè A90 5G màn ám nhẹ cái này mọi người mua về chơi game xài chạy xe công nghệ rất ok nha cái này bởi không có khách mua của cái shop nào ở trên uh, YouTube luôn mọi người máy là 3 triệu 200.000 ha ở ngoại hình này mọi người đó Cái này thì sẽ là gram, uh, gram 6, mọi gam gam 60 người ở 628g nè pin 4.500 khá châu luôn nha Ở đó chiếc 855 mọi người nói chung chạy game ok nha chơi game về ok xài gì cũng ok mọi người dòng này giờ tầm giá này là quá ok ha tiếp cây nó 8 mọi người nó 8 cái nó 8 này thì mà màn ám nhẹ nè cái này có ép kính rồi dính bụi xíu mọi người nó dính bụi xíu nè đó cái này thì bản uh, gam 6 256 ghi mọi người 256 ghi bộ nhớ ha gam 6 đây cái này thì pin hình như là ba nghìn ba trăm cái này bán hàng nha mọi người lên được hai sim nha pin ba nghìn ba trăm ha đây ngoại hình em nói là giá em nói là ba triệu nha mọi người ngoại hình này đây có cấn xíu nha mọi người đây ha đó giá ba triệu nha mọi người bản hai trăm năm sáu g ha rồi tiếp còn một cây cái... S20 Ultra mọi người mọi người thích giá rẻ thì lấy cây này ok nha đây màn đốm đây mọi người đốm nhỏ xíu à cái này hot ra mình để cái thanh công cụ lên là không thấy mọi người đó để thanh công cụ lên không thấy à cái thanh này là thanh phím mẫu mình thanh công cụ mọi người cây này thì à, uh, gam là 12 mọi người gam 12 256 g nè đó đó chip snap là 865 nha mọi người 865 cộng ha pin là 5.000 mọi người pin 5000 nha Cái này em bán giá là 6 triệu 500 nghìn nha mọi người Đây ngoại hình nè Đó còn nói chung cũng còn ok nha mọi người Tầm cả 95 hơn nha mọi người Rồi tiếp uh, Nó chín mọi người Nó chính này nhiều lắm mọi người 3 triệu 700 nghìn Đây hoàng đấm ghiêu chút xíu à cái đốm gheo này xài em bao test 7 ngày bảo hành phần cứng 45 ngày với không loan cho mọi người 45 ngày nha Cái này thì gam 6 128 g mọi người ngoại hình em nó nè Đó. À, đây ngoại hình khá quá khá được nha mọi người thì cái này em bán giá là 3 triệu 700 ngàn nha nó chính hôm nay nhiều lắm mọi người, mọi người ưng cái nào lựa nhắn em ha mọi người ưng thì chụp hoàn hình lại giùm em nha mọi người đây để, để em báo email đi ha cái này là email 663 nha mọi người 663 ha email 663 màu nâu nè đó, màu nâu thì có một cây thôi dễ rồi rồi tiếp cái này màn đốm xíu mọi người đốm kim xíu nè đó cái này em bán giá là 3 triệu 800 ngàn ha cấu hình thì đa số là gam 6 mọi người gam 628 g nha đó pin 4 000 lo kép màn 6.3 inch nói chung nó chính giờ quay phim chụp hình cam rất là đẹp luôn mọi người đó ngoài hình cây này ổn lắm mọi người 3 triệu 800 000 ha email của em nó là 7241 nha mọi người 7241 ha mọi người cần thì chụp cái email lại giùm em nha đó sẽ dễ nhớ ha tại vì màu đen này hơi nhiều mọi người em lên màu đen trước hết luôn đi ha rồi, tiếp có cây này cũng màu đen mọi người. Giá em nó là 3 triệu 700 000 ha. Màn ám nhẹ mọi người. Nói chung ám nhẹ nha, ám rất là nhẹ luôn mọi người. Đó. À, từ 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 từ, ở đây có một cái hạt bụi nữa mọi người. Đây, đây có hạt bụi nhỏ nữa nè. Nghe nghe cái tay em mọi người, đây nè. Đó, nhỏ xíu luôn. Cái này 3 triệu 700 000 gắn cái này 100 000 ha. Ngoại hình nè mọi người thì vẫn là gam 4 à, gam 628 ghi nha mọi người pin 4000 ha lo kép đầy đủ nha mọi người nói chung màn công này mua về xài ok mọi người. giá này không cần màn đẹp đâu xài dòng này thì tầm giá này là ok rồi nha rồi, còn hai cái màu đen đúng rồi nào đen hơi nhiều cái này 3 triệu 700 ngàn luôn rồi cái này em hỗ trợ cho mọi người lên hai sim miễn phí ha đó này mọi người đó mở thanh công cụ tắt mở lên là không thấy nha màn đẹp không ám nha mọi người đây ngoại hình khá đẹp nè cây bút hơi sước nha mọi người đó có sao em bảo vậy ha cấu hình thì đa số là nó chính như nhau mọi người cây này là imay 0725 không bảy hai năm nha mọi người không bảy hai năm nha đó giá em này là ba triệu bảy trăm ngàn ha rồi rồi tiếp cây này cũng ấm nhẹ luôn người ám nhẹ luôn ha cái này em bán giá là 3 triệu uh, 700 000 luôn mọi người 3 triệu 700 000 ha ngoại hình nè mọi người đó khá ok nha nói chung giá này rẻ hơn màn đẹp cũng một mớ mọi người màn đẹp uh, nhưng mà sườn kênh là em bán 4 triệu 7 rẻ hơn 1 triệu mọi người cái này email là 7046 nha mọi người 7046 ha rồi còn uh, à có một cây s e mọi người s e bữa giờ có hàng mà chưa về tối mọi người cái này là màn có đốm này xíu như hạt bụi mọi người mọi người nhìn giùm em như hạt bụi đây nè đó thì màn có ấm rất là nhẹ nha mọi người có ấm rất là nhẹ ha đây nè đó qua một đường rất là nhẹ luôn cái này em bán giá 2 triệu nha mọi người S7E thì cái màn nó lỗi á, cái màn không lỗi á, nó không chênh lệch nhiều người tại vì màn nó mắc lắm. Đó. Cái này em bán giá 2 triệu nha mọi người. Cái này là sẽ là RAM 32 GB mọi người. RAM hai GB. Pin là 3600 ha. Này được cái camera chụp hình đẹp lắm mọi người. Cái này một hồi xưa là một thời anh em làm vlog hay quay cái cây này nè mọi người. Camera rất là đẹp luôn nha. Đó. 2 triệu ha rồi tím còn uh, mấy cây uh, nó chín em quay hết luôn nha <laughs> màn đấm ghiêu nha mọi người đây cái này thì giá là 3 triệu 700 000 ha gam 6 128g pin 4 000 ha email của nó là 584 nha mọi người email 584 ha đó 3 triệu 700 000 thì uh, mọi người xài cái này đấm ghiêu xài bền lắm mọi người đấm ghiêu này xài không bao giờ lăn. bền lắm rất là bền luôn ha đó ngoại hình nè nói chung ngoại hình cây này còn khá đẹp nha mọi người à, khá là đẹp luôn ha 3 triệu 700 ngàn rồi tiếp với cây này mày ngắm nhẹ mọi người cái này mày ngắm nhẹ nè cái này em bán giá là 3 triệu 700 ngàn luôn ha ngoại hình nha mọi người khá ổn nói chung mọi người xài dễ tính xíu xài mấy cái màn này rất là ok luôn không có ảnh hưởng gì mọi người đó ngoại hình cây này khá đẹp luôn cây này mà màn đẹp là phải là nằm giá là bốn triệu bảy mọi người đó nhưng mà cây này giá chỉ có 3 triệu bảy thôi rẻ hơn được một triệu ha rồi tiếp có cây này màn đấm kim mọi người cây này em bán giá ba triệu tám trăm nghìn đó gam 6 đa số nó chính là em báo là gam 6 128g nha mọi người đây gam 6 128g ha pin 4 ngàn ngoại hình nha mọi người đó khá ổn ha rồi hết máy rồi em cảm ơn mọi người xem video của em ha mọi người xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nha còn à, mọi người à, cần mua hàng á thì liên hệ à, Zalo em góc bên phải nha mọi người. Có lên Facebook dưới phần mô tả ha. Mọi người cần thì liên hệ Facebook hoặc Zalo em nha. Và em cảm ơn mọi người nha.